Câu chuyện bốn ngày đêm trôi dạt giữa biển cả, anh ngư dân thoát chết nhờ niệm Phật. Trước căn nhà tranh đơn sơ, một đám đông tụ họp xôn xao bàn tán. Trong số đó có một người phụ nữ ôm hai đứa con nhỏ, vẻ mặt bồn chồn. Đó là vợ của anh Trần Văn Việt, một ngư dân 43 tuổi, sống ở ấp Hòa Hiếu 1, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Cách đây khoảng mấy hôm, chị đã nhận được tin báo từ chủ ghe, nói rằng chồng chị đã bị rơi xuống biển và chết mất xác. Chị đau đớn khóc than, chấp nhận sự thật đau xót rằng chồng mình đã ra đi vĩnh viễn, nằm dưới lòng biển cả. Nhưng rồi có một kỳ tích đã xảy ra, khiến chị và họ hàng lối xóm khi nghe tin mà không dám tin vào tai của mình. Đó là anh Việt vẫn còn sống sau 4 ngày đêm chơi vơi dưới biển cả, không phao, không đồ ăn, không nước uống. Thế nên họ tập hợp lại đây để chờ đón anh trở về. Phải tận mắt nhìn thấy, sơ tận tai thì họ mới tin được. Trời đã tối, phía xa xa, thấp thoáng một chiếc xe ô tô đang tiến dần tới. Anh Việt mở cửa xe bước xuống với khuôn mặt sạm đen, bong tróc nhiều chỗ, nhưng nhìn chung thì sức khỏe vẫn ổn. Mọi người trông thấy bóng dáng quen thuộc thì chạy đến vây lấy anh, vui mừng khôn xiết, chẳng nói nên lời. Những người ngư dân trong xóm thì không ngừng xích xoa về kỳ tích thoát chết của anh Việt. Với kinh nghiệm bao năm đi biển, việc một người hoàn toàn tay không có gì thì không thể sống sót 4 ngày đêm giữa biển cả được. Họ chỉ có thể gọi đó là sự mầu nhiệm, một hiện tượng siêu nhiên vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Việc bước vào nhà, ngồi xuống giường, vây quanh anh là vợ con, họ hàng, làng xóm, ai nấy cũng vui mừng háo hức khi nghe anh thuật lại quá trình anh thoát nạn. Việc chậm rãi kể lại cho mọi người nghe về 4 ngày đêm kỳ lạ ấy. Giữa tháng 5 năm 2023, Việt theo tàu cá Ngọc Lợi ở Bến Tre khởi hành ra khơi, bắt đầu chuyến hành trình đánh bắt cá. Với anh như bao ngư dân khác, đàn cá là thức ăn, là nguồn kinh tế nuôi sống gia đình. Chúng đơn giản là công cụ để nuôi sống con người, thế thôi. Và anh đã gắn bó với nghề này hơn 27 năm ròng mà chẳng lăn tăn suy nghĩ gì nhiều. Sau 2 tuần lên đên ngoài biển, tàu đã cách đất liền 200 hải lý, tức là khoảng 370 km. Lúc đó là khoảng 7 giờ tối ngày 1 tháng 6 năm 2023. Bao phủ không gian là một màu đen lẫn lộn giữa trời và biển. Điểm xuyết, vài chấm sáng nhỏ nhoi của những ngôi sao và ánh sáng lập lòe nhấp nháy của vài tàu đánh cá ở phía xa xa. Vẫn là bản giao hưởng âm thanh quen thuộc của tiếng sóng nước dập dìu hòa với tiếng động cơ nổ phành phạch. Việc tính đi tắm, anh cởi áo, vòng lối bên mạn tàu đi ra phía sau là chỗ vệ sinh tắm rửa. Không may, lúc đó có một nhịp sóng xô vào ghe khiến nó chồng chành, hất anh chới với. Anh vươn tay định chụp lấy cái ống kim loại gần đó mà lại chụp hộp, thế là chẳng biết bấu víu vào đâu nữa, Việt rơi tủm xuống biển. Anh hốt hoảng hét thật to kêu cứu, nhưng hét mãi mà chẳng ai nghe thấy. Bởi tiếng máy nổ của động cơ tàu đã nuốt trọn cả tiếng kêu cứu ấy. Tàu cá Ngọc Lợi ngày một đi xa khỏi Việt, ánh đèn trên tàu cứ nhỏ dần, rồi mất hút phía chân trời. Mang theo tất cả hy vọng của anh, xung quanh anh giờ đây chỉ có biển cả và màn đêm thăm thẳm, mênh mông không bờ bến. Việc hiểu ngay là mình đang phải đối mặt với điều gì, nỗi sợ hãi dâng lên và càng lúc càng tăng thêm. Là một ngư dân lâu năm, anh tất nhiên bơi giỏi, nhưng giỏi cỡ nào thì cũng chỉ trụ được tầm một ngày là cùng. Tình hình của anh rất căng, không phao, không nước ngọt, không đồ ăn, không có gì cả ngoài chiếc quần đùi đang mặc trên người. Giờ muốn sống thì buộc phải tìm được tàu đi ngang qua đây, xà máy cũng phải lội tới. Anh thầm nghĩ và nhìn quanh, cũng may là có vài đốm sáng của các ghe khác le lói ở phía xa. Vậy là việc dùng hết sức mình bơi theo hướng đó, thi thoảng anh lại hét to lên, hy vọng có ghe tàu nào nghe thấy, nhưng vẫn chẳng có một tín hiệu nào hồi đáp. Việc như một kẻ vô hình giữa biển trời rộng lớn, anh dần rơi vào tuyệt vọng. Sau này anh mới được biết, khi anh rớt xuống biển, mọi người trên ghe không thấy anh, họ đã huy động nhiều ghe quay lại, quần tới quần lui, tìm muốn nát khu vực đó mà không thấy gì. Họ đành về báo cho gia đình là anh đã chết mất xác. Một ngày, một đêm trôi qua, Việt vẫn lên đên giữa biển khơi mênh mông không bờ bến. Cái đói cái khát và lạnh lẽo, cái đói cái khát và lạnh lẽo bủa vây làm anh kiệt sức, chẳng thể bơi được nữa. Còn chút hơi tàn, Việt cố gắng khừa khoắng tay chân để nổi được lên trên mặt nước, vớt vát sự sống. Khát quá, anh nhấp chút xíu nước biển cầm cự.
Nhưng hễ uống nhiều hơn một chút thì không thể nào chịu nổi cái vị mặn chát xé cổ họng của nó. Thì thoảng có mưa thì việc ngẩng đầu lên, hứng từng giọt mưa rơi vào miệng. Nhưng chúng thì chẳng thấm vào đâu với cơn khát ghê gớm trong anh. Ban ngày, nắng trên biển cực kỳ gay gắt, khiến da mặt của Việt cháy sạm, lột từng mảng, lột ra lớp da non trắng ẩn. Thỉnh thoảng lại có đàn cá nhỏ lao tới, anh như vớ được bữa ăn ngon, thì nhào rỉ khắp bụng và chân, cũng đau đớn lắm. Việt gỡ chúng ra từ từ rồi thả chúng về với biển cả. Như thường tình, chúng có thể là một nguồn thức ăn cho anh, ít nhất cũng đỡ được cơn đói cồn cào một chút. Nhưng Việt chợt động lòng. Một thứ suy nghĩ xa lạ lóe lên trong đầu. Có lẽ những con cá này cũng muốn sống, muốn bình yên về với biển cả. Như mình đây đang muốn sống, muốn bình yên về với đất liền. Thời gian ngâm mình trong biển cả càng lúc càng dài, nước mặn làm miệng anh lở loét và mắt không thể nào mở ra được. Việc nhận ra có lẽ mình sắp chết. Sống bắt đầu dữ dằn hơn do sự ảnh hưởng của một cơn áp thấp nhiệt đới. Nhưng việc lấy đâu ra sức mà đối đầu với chúng nữa. Chỉ còn cách thả trôi tính mạng của mình theo làn nước đó mà thôi. Đành phải chấp nhận số phận của mình kết thúc ở đây sao? Trong khoảnh khắc ấy, anh định bỏ cuộc. Nhưng rồi hình ảnh người vợ và hai đứa con lại hiện lên trong tâm trí. Mình chết thì cũng đành vậy. Nhưng rồi vợ và hai đứa con phải sống thế nào đây? Đứa nhỏ mới chỉ 4-5 tuổi, rồi ai sẽ nuôi chúng nó? Việc không thể đầu hàng, hơi thở còn thì việc sẽ tiếp tục kiên cường đến cùng. Ấy thế nhưng nghĩ là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Anh quá bé nhỏ trước đại dương bao la. Sức đã cùng, lực đã kiệt, anh chưa từng nghe thấy ai có thể sống sót khi rơi vào tình cảnh này. Chỉ có phép màu mới có thể vượt qua chuyện này. Phép màu ư? Việc đã nghĩ tới Phật, tới Quán Thế Âm Bồ Tát với nhiều chuyện màu nhiệm mà từ nhỏ anh đã được nghe kể. Bằng những hơi thở yếu ớt còn sót lại, anh mở miệng cầu cứu. Mẹ Quan Âm cứu con, Phật Tổ cứu con. Con còn con nhỏ 4-5 tuổi, không ai nuôi nấng. Nếu con được sống trở về, con xin hứa bỏ nghề đánh cá, không làm nữa, nhất định không làm nữa. Dứt lời, Việt bắt đầu niệm liên tục Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi Việt bắt đầu niệm, anh không còn cố bơi hay khua khoắng tay chân. Thay vào đó, anh khoanh chân ở tư thế xếp bằng lơ lửng giữa dòng nước, hai tay chắp vào nhau, miệng niệm liên hồi. Ngạc nhiên chưa, trong tư thế đó cơ thể anh không bị chìm xuống, mà từ cổ trở lên vẫn nổi trên mặt nước. Thậm chí anh còn lại Phật được 3-4 lần bằng cách cúi rạp cả mặt và đầu xuống nước, rồi lại ngẩng đầu lên. Có bao nhiêu sự tha thiết anh dồn hết cả vào câu niệm Phật. Cứ thế niệm rất lâu, cho đến khi anh mệt quá thì ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, anh thấy đồ ăn thức uống bày ra ê hề chung quanh. Anh ăn uống thỏa thê. Điều kỳ lạ là đến lúc tỉnh dậy, anh thấy mình đúng là không còn đói khát nữa. Một điều đáng ngạc nhiên khác, người thường ngâm mình trong nước biển lâu như vậy sẽ thấy lạnh run lên cầm cập. Chỉ cần một ngày là các cơ bắp sẽ bị chuột rút, co quắp lại. Còn Việt thì chỉ thấy mát lạnh như lúc trời mưa. Vậy thôi, chứ không có gì đáng ngại. Ngày thứ ba, vẫn chẳng có tàu cá nào nhìn thấy Việt cả. Từ lâu, anh đã không bơi nữa vì đâu còn sức mà bơi. Anh chỉ lo niệm Phật thôi. Và một sức mạnh bí ẩn nào đó vẫn giữ anh lơ lửng không chìm. Lạ hơn nữa, dưới chân anh giờ đây như có một nền đất sinh lầy vậy. Việc thử bước đi, thấy nó trơn tuột, nhưng có thể bước từng bước một chậm rãi. Anh đi bộ như vậy cả mấy hải lý liền để tìm tàu. Điều này quá là vô lý, nhưng mà nó lại đã diễn ra. Ai hỏi thì anh không biết lý giải như thế nào. Chỉ biết là nhờ vậy mà anh vẫn còn sống ở đây. Và đó là bằng chứng. Nếu chẳng phải sức gia hộ của chư Phật thì chẳng nhẽ anh có thần thông sao? Đi mãi, vẫn chẳng thấy chút hy vọng nào lấp ló cả. Việc mệt lả, anh thả trôi mình giữa dòng biển cả mà ngủ thiếp đi. Anh biết mình đang được an toàn trong sự gia hộ của Phật và Bồ Tát. Anh chắc chắn thế, vì không thì anh cũng đã chẳng còn sống đến giờ này. Vậy nên việc chẳng sợ hãi hay hoang mang, anh cứ thế ngủ ngon lành, lúc thì nằm ngửa, có lúc thì nằm sấp, mơ màng chìm vào những giấc mơ.
Cuối cùng, vào chiều ngày 4 tháng 6 năm 2023, có một con tàu của Phan Rang phát hiện ra anh đang bất tỉnh trong tư thế nằm úp, nổi bồng bềnh trên mặt biển. Khi ấy, con tàu đang cách đảo Phú Quý khoảng 35 hải lý, tức gần 70 km về hướng Tây Nam. Các thuyền viên cảm thấy thật kỳ lạ. Ban đầu họ cho rằng đây là một xác chết, vì nếu nằm sấp như thế, làm sao mà thở được, làm sao mà sống. Ấy vậy mà khi các thuyền viên vớt việc lên tàu, thì họ nhận ra là anh vẫn sống, tình trạng không quá tệ. Chỉ là miệng và lưỡi anh đã lở loét nặng, da bong tróc nhiều mảng. Thân thể thì có vài vết thương do bị cá rỉa, hai mắt thì đỏ lừ không mở ra được, miệng rên hừ hừ nói trong mê sảng. Tôi vừa đi nhậu hay sao mà giờ sai thế nhỉ? Nhậu nhẹt gì, tôi thấy anh đang nằm úp trên mặt biển, trôi tự do nên vớt vào đây, chứ ăn nhậu gì ở đây? Họ lấy nước rửa mặt lau khô, ủ ấm, nhỏ thuốc nhỏ mắt và đút sữa cho Việt. Dần dần anh hết mê sảng, tỉnh lại mới nhận ra là mình đã được cứu thoát. Lời cầu nguyện của anh với chư Phật, Bồ Tát đã được đáp ứng. Việt không ngớt lời cảm ơn các thuyền viên và được họ đưa vào trung tâm y tế đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận để các y bác sĩ chăm sóc thêm 2 ngày rồi mới đưa về nhà. Đó là lần đi đánh cá kinh hoàng nhất trong suốt hơn 27 năm ra biển và cũng sẽ là lần cuối cùng của Việt. Nhớ lại 4 ngày, 4 đêm lên đền trên biển cả giành giật sự sống khỏi bàn tay của thần chết, anh vẫn chưa hoàn hồn. Anh ngậm ngùi nói với vợ và bà con: tôi đã hứa với Phật, nếu được cứu sống, tôi không làm nghề đánh cá nữa. Từ nay tìm kế sinh nhai khác, có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Việc đã hứa nên sẽ giữ lời. Có lẽ giờ đây anh cũng đã thấm thía nỗi đau đớn thống khổ của biết bao nhiêu con cá bị anh tước đoạt lấy sinh mạng. Anh thèm khát sự sống bao nhiêu thì chúng cũng vậy, nào có khác gì đâu. Cơm áo gạo tiền là vấn đề muôn thuở mà chẳng mấy ai lại không trăn trở về nó. Có một công việc với nguồn thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình là mong mỏi của hầu hết chúng ta. Dù như vậy, chúng ta vẫn phải tỉnh táo để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Một công việc thiện lành, không gây tổn hại đến bất kỳ chúng sinh nào, đem lại lợi ích cho xã hội sẽ dẫn tới kết quả tốt đẹp. Một công việc gây tổn hại đến chúng sinh, nhất là nghiệp sát, sẽ dẫn tới quả báo thống khổ trong đời hiện tại và những đời sau. Đó là quy luật nhân quả, một quy luật chi phối hoàn toàn đời sống của tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Trải qua tai nạn trên biển, cận kề cái chết, Việc quyết tâm từ bỏ nghề nghiệp đã nuôi sống gia đình anh từ bấy lâu nay. Mặc dù hoàn cảnh của anh rất nghèo khó, đó là điều không phải ai cũng làm được. Nhiều người dù biết công việc mình làm là nghiệp ác, nhưng vẫn không dám từ bỏ và viện lý do cơm áo gạo tiền để biện minh cho sự lựa chọn của mình. Bởi vì chẳng chịu quay đầu nên quả báo đau khổ đang chờ đợi họ trong tương lai. Chư Phật mười phương ra đời vì lòng từ bi thương xót, thường đưa tay cứu vớt chúng sinh khổ nạn, dùng sức phương tiện dìu dắt chúng sinh quay về nẻo thiện để được an lạc về sau. Qua câu chuyện có thật đã xảy ra với Việt và rất nhiều trường hợp báo ứng hiện đời cùng linh ứng Phật Pháp khắp nơi, hy vọng rằng tất cả chúng ta sớm đường theo giáo lý Phật Pháp, bỏ ác làm lành, thoát khổ được vui. Người mẹ điên của tôi. Mẹ tôi thì bị điên, nhưng vẫn biết đau. Mẹ nhảy nhõm lên, chạy trốn đầu gậy, miệng phát ra những tiếng lắp bắp sợ hãi. Đừng, đừng. Sao rồi, nhà người ta cũng cảm thấy chướng mắt, chủ động bảo: thôi, chúng tôi chẳng bắt đền nữa đâu, sau này giữ cô ta chặt một tí là được. Sau khi cơn sóng gió đi qua, mẹ oải người xuống đất, khóc thúc thích. Tôi khinh bỉ bảo: có với lúa mà cũng chả phân biệt được, mày đúng là lợn. Lời vừa dứt, gái tôi bị một cái tát. Bà trừng mắt bảo tôi: thằng ngu kia, mày nói cái gì đấy? Mày còn thế này nữa à? Đấy là mẹ mày đấy. Tôi vùng vằng biểu môi: cháu không có loại mẹ điên khùng như thế này. 23 năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chẳng ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi, cút cho xa. Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng. Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi, cha làm việc ở bãi khai thác đá,
bị mái chém cụt tay cái. Nhà lại quá nghèo, mái không cưới được vợ. Bà nội thấy con điên có sắc vóc thì động lòng, quyết định mang cô ta về cho cha tôi làm vợ. Chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi đứa nó giỏi thì sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn, nhưng nhìn cảnh nhà, cắn răng đành chấp nhận. Thế là kết quả, cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên thành chú rể. Khi mẹ sinh tôi, bà nội ẵm cháu, hớp cái miệng, chẳng còn thấy cái răng, vui sướng nói. Cái con mẹ điền này, bà lại sinh cho bà cái đứa chống gậy rồi. Có điều sinh ra tôi, bà nội ẵm mất tôi, không bao giờ cho mẹ đến gần con. Mẹ chỉ muốn ôm tôi, bao nhiêu lần đứng trước mặt bà nội dùng hết sức gào lên. Đưa, đưa tôi. Bà nội mặc kệ, tôi còn trứng nước như thế, như khối thịt non, biết đâu mẹ lỡ tay vứt tôi đi đâu thì sao? Dù sao, mẹ tôi cũng chỉ là con điên. Cứ mỗi khi mẹ khẩn cầu được bế tôi, bà nội lại trợn mắt lên chửi. Mày đừng có hòng bế con, tao còn lâu mới đưa cho mày. Tao mà phát hiện mày bế nó, tao đánh chết mày. Có đánh chưa chết thì tao cũng sẽ đuổi mày cút, bà nội nói với vẻ kiên quyết và chắc chắn. Mẹ hiểu ra, mặt mẹ sợ hãi khủng khiếp, mỗi lần chỉ dám đứng ở xa xa ngó tôi. Cho dù vú mẹ sữa căng đầy cứng, nhưng tôi không được một ngụm sữa nào. Bà nội đút từng thìa nuôi cho tôi lớn. Bà nói, trong sữa mẹ có bệnh thần kinh, nếu lây sang tôi thì phiền lắm. Hồi đó nhà tôi vẫn đang giãy giụa giữa vũng bùn lầy của nghèo đói, đặc biệt là sau khi có thêm mẹ và tôi, nhà vẫn phải thường treo niêu. Bà nội quyết định đuổi mẹ, vì mẹ không những chỉ ngồi ăn hại cơm nhà, mà còn thỉnh thoảng làm tiếng thị phi. Một ngày, bà nội nấu một nồi cơm thật to, tự tay xúc đầy một bát cơm rồi đưa cho mẹ, bảo: "Con dâu, nhà ta bây giờ nghèo lắm rồi. Mẹ có lỗi với cô ăn hết bát cơm này thì đi đi, tìm nhà nào giàu có hơn một tí mà ở. Sau này cấm không được quay lại đây nữa, nghe rõ chưa?" Mẹ tôi vừa và một miếng cơm to vào mồm, nghe bà nội tôi hạ lệnh tiễn khách, liền tỏ ra kinh ngạc, ngụm cơm đờ ra, lả tả trong miệng. Mẹ nhìn tôi đang nằm trong lòng bà, lắp bắp kêu ai oán. Đừng, đừng. Bà nội sắc mặt lại, lấy tác phong uy nghiêm của bậc gia trưởng nghiêm giọng hét. Con dâu điên, mày ngang bướng cái gì nữa? Bướng thì chả có quả tốt lành gì đâu, mày vốn lang thang khắp nơi. Tao bao dung mày 2 năm rồi, mày còn đòi cái gì nữa? Ăn hết bát cơm đấy rồi đi đi. Nghe thấy chưa hả? Nói đoạn bà nội tôi lôi sau cửa ra cái xẻng, đập thật mạnh xuống nền đất như dư thái quân nắm gậy đầu rồng. Phầm một tiếng. Mẹ sợ chết dứt, khiếp nhược, lén nhìn bà nội rồi chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bát cơm trước mặt. Có nước mắt rứa lên những hạt cơm trắng ngệt. Dưới cái nhìn giám sát, mẹ chợt có một cử động kỳ quặc. Mẹ chia cơm trong bát một phần lớn sang cái bát không khác, rồi nhìn bà một cách đầy thương hại. Bà nội ngồi thẫn thờ. Hóa ra mẹ muốn nói với bà rằng, mỗi bữa mẹ sẽ chỉ ăn một nửa bát. Chỉ mong bà đừng đuổi mẹ đi. Bà nội trong lòng như bị ai vò cho mấy nắm. Bà nội cũng là đàn bà. Sự cứng rắn của bà cũng chỉ là vỏ ngoài. Bà nội quay đầu đi, nuốt những giọt nước mắt trong lòng, rồi quay lại sắc mặt nói, ăn mau, ăn mau, ăn xong còn đi, ở nhà này cô cũng chết đói thôi. Mẹ tôi dường như tuyệt vọng, đến ngày cả nửa bát cơm con cũng không ăn, thập thểnh bước ra khỏi cửa, nhưng mẹ đứng ở bậc cửa rất lâu không bước ra. Bà nội dằn lòng đuổi, cô đi, đừng có quay đầu lại, dưới gầm trời này còn nhiều nhà người ta giàu. Mẹ tôi quay lại, đưa một tay ra phía lòng bà. Thì ra, mẹ muốn được ôm tôi một tí. Bà nội lưỡng lự một lúc, rồi đưa tôi trong bọc tả lót cho mẹ. Lần đầu tiên mẹ được ấm tôi vào lòng, môi nhấp nhấp cười, cười hạnh phúc rạng rỡ. Còn bà nội như gặp quân thù, hai tay đỡ sẵn dưới thân tôi. Chỉ sợ mẹ lên cơn điên, quăng tôi đi như quăng rác. Mẹ ôm tôi chỉ được 3 phút, bà nội không đợi được, dằn tôi trở lại, rồi vào nhà cài chặt then cửa lại. Khi tôi bắt đầu lờ mờ hiểu biết một chút, tôi mới phát hiện ra, ngoài tôi ra, bọn trẻ chơi cùng tôi đều có mẹ. Tôi tìm cha đòi, tìm bà đòi, họ đều nói mẹ tôi chết rồi.
Nhưng bọn bạn ở cùng làng đều bảo tôi, mẹ mày là một con điên, bị ba mày đuổi đi rồi. Tôi tìm bà nội vòi vĩnh, đòi bà phải trả lại mẹ, còn chửi bà là đồ bà lang sói, thậm chí hất tung mọi cơm rau bà bưng cho tôi. Ngày đó tôi làm gì biết, điên, nghĩa là cái gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy nhớ mẹ tôi vô cùng. Mẹ trông thế nào nhỉ? Mẹ tôi còn sống hay không? Không ngờ, năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi trở về sau 5 năm lang thang. Hôm đó, mấy đứa nhóc bạn tôi chạy như bay vào bảo, Thủ, mau đi xem, mẹ mày về rồi kìa, người mẹ bị điên của mày về rồi kìa. Tôi mừng quá, đích nhõng nhõng, co giò chạy vội ra ngoài. Bà nội và cha cũng chạy theo tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ, kể từ khi biết nhớ. Người đàn bà đó vẫn quần áo rách nát, tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè. Có trời mới biết là do ngủ đêm trong đống cỏ nào. Mẹ không dám bước vào cửa, nhưng mặt hướng về phía nhà tôi, ngồi trên một hòn đá cạnh ruộng lúa trước làng. Trong tay còn cầm một quả bóng bay bẩn thỉu. Khi tôi và lũ trẻ đứng trước mặt mẹ, mẹ cuống cuồng nhìn trong đám tôi, tìm con trai mẹ. Cuối cùng mẹ dán chặt mắt vào tôi, nhìn tôi chòng chọc, nhếch mép bảo, Thụ, bóng, bóng. Mẹ đứng lên, liên tục giơ lên quả bóng bay trong tay, dúi vào lòng tôi với vẻ nịnh nọt. Tôi thì liên tục lùi lại, tôi thất vọng ghê gớm. Không ngờ người mẹ ngày đêm tôi thương nhớ lại chính là hình người này. Một hàng cu đứng cạnh tôi kêu to, Thụ, bây giờ mày biết con điên là thế nào chưa? Là mẹ mày như thế này đấy. Tôi tức tối đáp lại nó, nó là mẹ mày đấy, mẹ mày mới là con điên đấy, mẹ mày mới là thế này. Tôi quay đầu chạy trốn, người mẹ bị điên này tôi không thèm. Bà nội và bố thì lại đưa mẹ về nhà. Năm đó bà nội đuổi mẹ tôi đi rồi, lương tâm bà bị chất vấn dày dò. Bà ngày càng già đi, trái tim bà cũng không còn sắt thép được nữa, nên bà chủ động đưa mẹ về. Còn tôi lại bực bội, bởi mẹ đã làm tôi mất thể diện. Tôi không bao giờ tư tỉnh với mẹ, chưa bao giờ chủ động nói với mẹ, càng không bao giờ gọi mẹ. Khi phải trao đổi với mẹ, tôi gào là chủ yếu, mẹ không bao giờ dám hé miệng. Nhà không thể nuôi không mẹ mãi, bà nội quyết định huấn luyện cho mẹ làm việc vặt. Khi đi làm đồng, bà nội dắt mẹ đi quan sát hồng hỏi. Bà bảo mẹ không nghe lời sẽ bị đánh đòn. Sau một thời gian, bà nội nghĩ mẹ đã được dạy dỗ tương đối rồi, liền để mẹ tự đi cắt cỏ lợn. Ai ngờ, mẹ chỉ cắt nửa tiếng là đã xong cả hai bồ cỏ lợn. Bà nội vừa nhìn đã tá hỏa sợ hãi. Cỏ mẹ cắt là lúa giống, vừa làm đồng chỗ bông trong ruộng nhà người ta. Bà nội vừa sợ vừa giận, phát cuồng chửi rủa. Còn mẹ điên, lúa và cỏ mà không phân biệt được à? Bà nội còn đang chưa biết nên xây sở ra sao, thì nhà có ruộng bị cắt lúa tìm tới. Mắng bà cố ý dạy con dâu làm càn. Bà nội tôi lửa giận bốc phừng phừng, trước mặt người ta lấy gậy đánh vào eo lưng con dâu, chửi, đánh chết con điên này, mày cút đi ngay cho khỏi mắt bà. Mẹ tuy điên, nhưng vẫn biết tao. Mẹ nhảy nhõm lên, chạy trốn đầu gậy, miệng phát ra những tiếng lắp bắp sợ hãi. Đừng, đừng! Sao rồi, nhà người ta cũng cảm thấy chướng mắt, chủ động bảo. Thôi, chúng tôi chẳng bắt đền nữa đâu, sau này giữ chặt cô ta. Sau này giữ cô ta chặt một tí là được. Sau khi cơn sóng gió qua, mẹ oải người dưới đất, thúc thích khóc. Tôi khinh bỉ bảo, cỏ với lúa mà cũng chả phân biệt được, mày đúng là lợn. Lời vừa dứt, gái tôi bị một cái tát. Bà trừng mắt bảo tôi, thằng ngu kia mày nói cái gì đấy? Mày còn thế nữa à? Đấy là mẹ mày đấy. Tôi vùng vằng biểu môi, cháu không có loại mẹ điên khùng thế này. À, mày càng ngày càng láo, xem bà có đánh mày không? Bà nội lại giơ cây lên. Lúc này, chỉ thấy mẹ như cái lò xo bật từ dưới đất lên, che giữa bà nội và tôi. Mẹ chỉ tay vào đầu mẹ, kêu thảng thốt, đánh tôi, đánh tôi. Tôi hiểu rồi, mẹ bảo bà nội đánh mẹ, đừng đánh tôi. Cánh tay bà trên không trung thõng xuống, miệng lẩm bẩm. Con mẹ điên này, trong lòng nó cũng biết thương con đây. Tôi vào lớp 1. Cha tôi được một hộ chuyên nuôi cá làng bên mời đi canh hồ cá, mỗi tháng lương 50 tệ. Mẹ vẫn đi làm ruộng dưới sự chỉ bảo của bà, chủ yếu là đi cắt cỏ lợn. Mẹ cũng không còn gây ra những vụ rầy rà nào lớn nữa. Nhớ một ngày mùa đông đói rét, năm tôi học lớp 3, trời đột ngột đổ mưa.
Bà nội sai mẹ mang ô cho tôi. Có lẽ trên đường đến trường, mẹ tôi đã ngã ì ạch mấy lần. Toàn thân trông như con khỉ lắm bùng. Mẹ đứng ở ngoài cửa sổ lớp học nhìn tôi cười ngớ ngẩn, miệng còn gọi tôi. Thụ, ô. Có mấy đứa bạn tôi cười khúc khích. Tôi như ngồi trên bàn trong, oán hận mẹ khủng khiếp. Hận mẹ không biết điều, hận mẹ làm tôi xấu hổ. Càng hận thằng cha Phạm Gia Hỷ cầm đầu kêu chọc. Trong lúc nó còn đang khoa trương bắt chước mẹ, tôi chợp lấy cái hộp bút trước mặt, đập thật mạnh cho nó một phát. Nhưng bị Phạm Gia Hỷ tránh được, nó xông tới bóp cổ tôi. Chúng tôi giằng co đánh nhau, tôi nhỏ con, vốn không phải là đối thủ của nó. Bị nó dễ dàng đè xuống đất. Lúc này chỉ nghe một tiếng vút kéo dài từ bên ngoài lớp học. Mẹ giống như một đại hiệp bay ao vào, một tay tóm cổ Phạm Gia Hỷ, đẩy ra tận ngoài cửa lớp. Ai cũng bảo người điên rất khỏe. Thật sự đúng là như vậy. Mẹ dùng hai tay nhấc bổng hằng bắt nạt tôi lên không trung. Nó kinh sợ, kêu khóc gọi bố mẹ. Một chân béo ụ khuya khoắn đạp loạn xạ trên không trung. Mẹ không thèm để ý, vứt nó vào ao nước cạnh cổng trường, rồi mặt thản nhiên mẹ đi ra. Mẹ tôi vì gây ra đại họa, mẹ lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Trước mặt tôi, mẹ lại có vẻ khiếp nhược, nhìn tôi như có vẻ muốn lấy lòng. Tôi hiểu ra đây là tình yêu của mẹ. Dù đầu óc mẹ không tỉnh táo, thì tình yêu của mẹ vẫn tỉnh táo, vì con trai của mẹ bị người ta bắt nạt. Lúc đó tôi không kìm được kêu lên. Mẹ! Đây là tiếng gọi đầu tiên kể từ khi tôi biết nói. Mẹ sững sờ cả người, nhìn tôi rất lâu, rồi y hệt như một đứa trẻ con, mặt mẹ đỏ hồng lên cười ngớ ngẩn. Hôm đó lần đầu tiên hai mẹ con tôi cùng che một cái ô đi về nhà. Tôi kể sự tình cho bà nội nghe. Bà nội sợ rụng rời ngã ngồi trên ghế, vội vã nhờ người đi gọi cha về. Một đám người tráng niên vạm vỡ, tay dao, tay thước xông vào nhà tôi. Không cần hỏi han trắng đen gì, trước tiên là đập phá mọi bát đũa vò hũ trong nhà nát như tương. Trong nhà nhưng vừa có động đất cấp 9, đây là những người do nhà Phạm Gia Hỷ nhờ tới. Bố Phạm hung hãn chỉ vào cha tôi nói, con trai tao sợ quá đã phát điên rồi, hiện đang nằm nhà thương. Nhà mày mà không mang 1.000 tệ trả tiền thuốc thang, mẹ mày tao cho một mồi lửa đốt tan cái nhà mày. 1.000 tệ. Cha đi làm một tháng chỉ có 50 tệ. Nhìn những người sát khí đằng đằng nhà họ Phạm, cha tôi mắt đỏ lên. Cha nhìn mẹ với ánh mắt cực kỳ khủng khiếp. Một tay nhanh như cắt, dỡ lấy thắt lưng da, đánh tới tấp khắp đầu mặt mẹ. Một trận lại một trận, mẹ chỉ còn như một con chuột khiếp hãi run rẩy, lại như một con thú săn đã bị dồn vào đường chết, nhảy lên hải hùng, chạy trốn. Cả đời tôi không thể quên tiếng thắt lưng da vụt lạnh lùng lên thân mẹ và những tiếng thê thết mẹ kêu. Sau đó, phải trường đồn cảnh sát đến ngăn bàn tay bạo lực của cha. Kết quả hòa giải của đồn cảnh sát là cả hai bên đều có tổn thất, cả hai không nợ nần gì nhau cả. Ai còn gây sự sẽ bắt luôn người đó. Đám người đi rồi, cha tôi nhìn khắp nhà mảnh vỡ nồi niêu bát đũa tan tành, lại nhìn mẹ tôi vết roi đầy mình. Cha tôi bất ngờ ôm mẹ tôi vào lòng khóc thảm thiết. Mẹ điên ơi, không phải là tôi muốn đánh bà đâu, mà nếu tôi không đánh thì việc này không thể dàn xếp nổi. Nhà mình làm gì có tiền mà đền cho người ta, bởi nghèo khổ quá mà thành họa đấy thôi. Cha lại nhìn tôi rồi nói, Thụ, con phải cố gắng học lên đại học, không thì nhà ta cứ bị người khác bắt nạt suốt đời con nhé. Tôi gật đầu, tôi hiểu. Mùa hè năm 2000, tôi thi đỗ vào trung học với kết quả xuất sắc. Bà nội tôi vì làm việc cực nhọc cả đời mà mất trước đó. Gia cảnh ngày càng khó khăn hơn. Cục dân chính khu tự trị Ân Thi, Hồ Bắc, xếp nhà tôi thuộc diện đặc biệt nghèo đói, mỗi tháng trợ cấp 40 tệ. Trường học của tôi cũng giảm bớt học phí cho tôi, nhờ thế tôi mới có thể học tiếp. Vì học nội trú nhiều bài vở, tôi rất ít khi về nhà, cha tôi vẫn đi làm thuê 50 tệ một tháng. Gánh tiếp tế cho tôi đặt lên vai mẹ, không ai thay thế được. Mỗi lần bà thím nhà bên giúp nấu xong thức ăn, đưa cho mẹ mang đi. 20 km đường núi ngoằn ngoèo ruột dê, 20 km đường núi ngoằn ngoèo ruột dê, làm khổ mẹ phải tốn sức ghi nhớ đường đi, gió tuyết cũng vẫn đi. Thật là kỳ tích,
Hễ bất cứ việc làm gì cho con trai, mẹ đều không điên tí nào. Ngoài tình yêu mẫu tử ra, tôi không còn cách giải thích nào khác. Y học cũng nên giải thích khám phá hiện tượng này. 27 tháng 4 năm 2003, lại là một chủ nhật, mẹ lại đến, không chỉ mang đồ ăn cho tôi, mẹ còn mang đến hơn chục quả đào dại. Tôi cầm một quả, cắn một miếng, cười hỏi mẹ. Ngọt quá, ở đâu ra? Mẹ nói, tôi hái. Không ngờ mẹ tôi cũng biết hái cả đào dại. Tôi chân thành khen mẹ. Mẹ ngày càng tài giỏi. Mẹ cười hì hì. Trước lúc mẹ về, tôi theo thói quen dặn dò mẹ phải cẩn thận an toàn. Mẹ trả lời. Tiễn mẹ xong, tôi lại bận rộn ôn tập trước kỳ thi cuối cùng của thời phổ thông. Ngày hôm sau, khi đang ở trên lớp, bà thím vội vã chạy đến trường, nhờ thầy giáo gọi tôi ra ngoài cửa. Thím hỏi tôi, mẹ tôi có đến tiếp tế đồ ăn không? Tôi nói, đưa rồi, hôm qua mẹ về rồi. Thím nói, không, mẹ mày đến giờ vẫn chưa về nhà. Tim tôi thót lên một cái, mẹ tôi chắc không đi lạc đường. Chặng đường này mẹ đã đi 3 năm rồi, có lẽ không thể lạc được. Thím nói, mẹ mày có nói gì không? Tôi bảo, không, mẹ chỉ cho cháu chục quả đào tươi. Thím đập hai tay, thôi chết rồi, hỏng rồi, có lẽ gì mấy quả đào dại rồi. Thím kêu tôi xin nghỉ học, chúng tôi đi men theo con đường núi để tìm. Đường về quả thực có mấy cây đào dại, trên cây chỉ lơ thơ vài quả cọc, bởi nếu mọc ở vách đá mới còn giữ được quả. Chúng tôi cùng lúc nhìn thấy trên thân cây đào có một vết gãy cành, dưới cây là vực thẳm sâu trăm thước. Thím nhìn tôi rồi nói, chúng ta đi xuống khe vách đá tìm đi. Tôi nói, thím đừng dọa cháu. Thím không nói năng gì cả, kéo tôi đi xuống vách núi. Mẹ nằm yên tĩnh dưới khe núi, những cái đào dại vương vãi xung quanh, trong tay mẹ còn nắm chặt một quả. Máu trên người mẹ đã cứng lại thành đám máu đen nặng nề. Tôi đau đớn đến mức ngũ tạng như vỡ ra, ôm chặt cứng lấy mẹ, gọi, mẹ ơi, mẹ đau khổ của con ơi. Con hối hận đã nói rằng đào này ngọt, chính là con đã lấy mạng của mẹ. Mẹ ơi, mẹ sống chẳng được sung sướng ngày nào cả. Tôi sát đầu tôi vào khuôn mặt lạnh cứng của mẹ, khóc tới mức những hòn đá dại trên đỉnh núi cũng rớt nước mắt theo tôi. Ngày 7 tháng 8 năm 2003, 100 ngày sau khi chôn cất mẹ, thư gọi nhập học giác vàng giác bạc của Đại học Hồ Bắc đi xuyên qua những ngã đường mà mẹ tôi đã đi, chạy qua những hàng cây đào dại, xuyên qua ruộng lúa đầu làng, bay thẳng vào cửa nhà tôi. Tôi gài lá thư đến muộn ấy vào đầu ngôi mộ cô tịch của mẹ. Mẹ ơi, con đã có ngày mở mày mở mặt rồi. Mẹ có nghe thấy không? Mẹ có thể ngậm cười nơi chính suối rồi. Chữ vô sinh theo câu chuyện nghiệp quả. Rất nhiều Phật tử tu học theo Phật nhiều năm đã đoạn trừ ăn mặn, dứt thịt cá, nhưng vẫn còn ăn trứng gà, trứng vịt. Thế thì đệ tử Phật rốt cuộc có nên ăn loại trứng hay không? Trước tiên xin kể một câu chuyện có thật. Một lần trong pháp hội, Trần cư sĩ dẫn theo nữ đồng nghiệp tên Nhã Lâm, 35 tuổi. Cô này gầy gò, sắc mặt xám vàng, ngó bộ rất tiều tụy. Do đây là lần đầu gặp giáo sư Quả Khanh, ánh mắt cô hiện lên vẻ hân hoan khát vọng. Trong quá trình nghe giảng, cô chăm chú, chí thành. Lúc giáo sư Quả Khanh hỏi cô Lâm có vấn đề gì, mặt cô hơi đỏ lên, lộ vẻ căng thẳng. Ấp úng mãi chẳng thành câu, cuối cùng nhờ Trần cư sĩ giải thích giùm, mọi người mới hiểu rõ. Thì ra cô kết hôn đã 10 năm, rất khát khao có con. Nhưng bất kể cầu thầy bổ thuốc đến đâu cũng chẳng có thai. Hôm nay may mắn gặp giáo sư Quả Khanh, cô thỉnh cầu ông chỉ giúp chỗ mê muội. Giáo sư Quả Khanh rất thông cảm cho cô, vì nỗi khổ cầu bắt đắc này ước con mà không có được. Ông thở dài quay sang bảo tôi, Quả Hồng, cô hãy xem nguyên nhân gì sao mà Nhã Lâm không có con. Tôi xoay đầu nhìn Nhã Lâm, chạm ngay ánh mắt nhìn thấy khát vọng của cô, tôi cũng không kìm được bật ra âm thanh cảm thán. Có phải cô rất ưa ăn trứng, đặc biệt là trứng chim cút? Đúng đúng, tôi rất ưa, tôi đã ăn rất nhiều trứng chim cút. Thế
Thế chẳng lẽ... Nửa câu sau, âm điệu cô ta có vẻ nghi hoặc. Trần cư sĩ ở bên cạnh, thông minh hiểu nhanh, liền hỏi giúp cho một câu. Mọi người đều cho rằng trứng có dinh dưỡng tốt. Hơn nữa, trước khi biết Phật Pháp, chúng tôi ai cũng ăn trứng. Nhưng vì sao chỉ riêng Nhã Lâm lại chẳng có thể có thai? Tôi nhìn giáo sư Quả Lâm đang đứng cạnh mình, thấy ánh mắt ông đầy hối thúc và khuyến khích. Tôi liền giải rõ, Phật từng nói ăn trứng các loài điểu cầm thủy tộc là không có lòng từ mẫn. Hòa thượng Tuyên Hóa cũng từng giảng những điều liên quan đến ăn trứng. Ngài từng hấm hỉnh nói rằng, nếu bạn không sợ đời sau làm trứng cho người ta ăn, thì bạn có thể ăn bất kỳ trứng gì. Bởi nhân quả đan xen chồng chéo phức tạp, mỗi người lại có phước đức nhân duyên bất đồng nhau. Nên mặc dù có nhiều người ăn trứng, nhưng việc thọ báo lại không giống nhau. Bạn muốn có con, tức phải đoạn trừ ăn mặn. Đương nhiên trong đây bao gồm cả ăn trứng. Ngoài ra, bạn còn phải phóng sinh cho nhiều và tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho các chúng sinh mà bạn đã từng ăn qua. Tôi nói xong, khẽ nhìn Nhã Lâm, thấy cô có vẻ không tin và khó chấp nhận. Rõ ràng là cô chợt nghe một câu chuyện nhân quả chứa tình tiết hấp dẫn liên quan đến việc hiếm muộn có mang thai của cô. Nhưng lại bị những câu nói thẳng, phũ phàng và quá thực tế của tôi là cho vỡ mộng. Có lẽ cô cảm thấy những điều tôi nói quá xoàng, không quan trọng và cũng chẳng có gì đáng lưu tâm, nên mặt cô lộ vẻ đầy thất vọng. Tôi cảm thấy thật tiếc cho cô, bởi cô hoàn toàn không tin gì, bất đắc dĩ tôi phải nói thẳng ra. Cô hiện tại chỉ muốn bản thân mình có con, nhưng sao không nghĩ cho những cái trứng mà cô ăn mất? Chúng cũng có mẹ và thân mẫu chúng phải gian nan khổ cực lắm mới sinh được con ra. Lúc này giáo sư Khỏa Khanh ôn tồn bảo Nhã Lâm, Quả Hồng giảng lý nhân quả cho cô nghe rất đúng và chính xác. Cô hãy trân trọng tiếp thu và chịu khó làm theo cách cô ấy bày, thì sẽ chiêu cảm được hài nhi ngoan. Tốt nhất là cả hai vợ chồng đồng phải tu sửa luôn. Tiện thể cư sĩ Quả Khanh mới kể một câu chuyện để chứng minh. Có một nữ trưởng khoa nghiên cứu sinh vật học, thấy con gái mình kết hôn đã 4 năm nay mà không có thai. Thế là bà dùng kiến thức chuyên môn của mình để hướng dẫn con rể bào chế thuốc. Nhưng dẫu có chế chi làm gì, thì kết quả càng khiến bà thêm hoài nghi về khả năng chuyên môn của mình. Do vậy mà nữ trưởng khoa mặt mày rầu rĩ khiến ai cũng phải cảm thán. Thật là tội cho tấm lòng của bậc làm cha mẹ. Khi đó tôi bảo bà, vợ chồng bà, con cái bà đều mê ăn trứng, lại thích nhất là trứng cút. Đây là cộng nghiệp khiến cho họ không thể sinh con. Muốn có con thì cả hai phải ăn chay, phóng sanh, tụng kinh niệm Phật, làm nhiều việc thiện. Vợ chồng con gái vị nữ trưởng khoa này đi theo lời khuyên mà thực hành. Kết quả thì nửa năm sau, con gái bà đã có thai. Khi nghe Quả Khanh vừa kể xong, thì Lý cư sĩ, tức nữ bác sĩ thực tập liền hỏi tôi, vì sao hiện nay những bệnh nhân từng mang thai hay nạo thai, giờ muốn có con mà không được, lại nhiều đến như thế? Tôi bảo mọi người, mỗi đứa con đến đầu thai đều có nhân duyên rất sâu nặng với cha mẹ, mà trong vòng luân hồi dày đặc, cơ hội có được một lần đầu thai làm người lại rất hiếm hoi. Thế nhưng các bậc cha mẹ do nhiều nguyên nhân đã phá thai bừa bãi, hủy đi cơ duyên làm người của vong nhi. Khi làm vậy, họ nào biết rằng mình đã tạo ra tội nặng tương đương với giết A-la-hán. Đã vậy mà lại còn không biết sám hối, mặc tình sát sinh ăn thịt, tạo nghiệp rất sâu nặng chồng chất, tất nhiên sẽ chiêu cảm ác báo, triệt con dứt cháu. Tôi thấy Nhã Lâm và những người khác gật đầu tán đồng. Thật mừng cho cô có thể tỉnh ngộ, hy vọng cô sẽ được Phật lực gia trì, chịu sửa đổi lỗi lầm hướng thiện, trì giới tu hành, sớm sinh quý tử. Thời gian trôi qua được nửa năm, Trần cư sĩ là người ban sơ dẫn Nhã Lâm đến, đã gọi điện thoại báo tin cho tôi hay. Nhã Lâm từ lúc trở về nhà đã làm theo y lời của chúng tôi hướng dẫn, và hiện giờ cô đã mang thai, rất tri ân mọi người. Xin khuyên mọi người, không nên vì tham ăn ngon, ham khoái khẩu, mà ăn các loại trứng. Tôi suốt 20 năm trên đường học Phật đã từng gặp rất nhiều vị ăn trứng, bao gồm cả trứng chim, rắn, cá, cho đến ăn trứng chưa hành hình trong thân gà mái, mà biến thành phụ nữ không thể mang thai hoặc thường sinh non hư thai.
bọn họ bí lối cùng đường, đành phải làm theo cách tôi hướng dẫn là sám hối trước Phật, nguyện từ bỏ ăn mặn lẫn cả các loại trứng, hàng ngày tụng từ 1 đến 2 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các trứng và những thân mẫu để ra các trứng mà họ đã ăn qua. Kết quả đại đa số khoảng chừng 3 tháng là được hoài thai, thân thể họ cũng thay đổi, trở nên khỏe mạnh. Nguyện cầu cho những vị hiếm muộn, khao khát con, có sự nghiệp gia đình không thuận lợi và thân thể kém khỏe mạnh. Hãy y theo phương pháp này mà thực hành. Trong vòng vài tháng, sẽ có việc bất khả tư nghị xuất hiện trên thân của các bạn. Bạn không phải tốn xu nào cho việc có con, còn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tốt như thế, vì sao bạn không làm? Nhưng liệu bạn có đủ can đảm để trường chay hành thiện, phóng sanh niệm Phật hay không? Có làm được mọi điều như chúng tôi đã hướng dẫn hay không mà thôi. Tất cả đều tùy thuộc vào bạn. Cha hành ác vô độ, con trai xuống âm phủ chứng kiến cha bị xử trong địa ngục. Thời vua Giản Định, nhà hậu Trần, Lý Hữu Chi là người huyện Đông Thành, nay thuộc tỉnh Nghệ An, được quốc công Đặng Tất tiến cử làm tướng quân. Hữu Chi vốn là người làm ruộng, tính tình dữ tợn, có sức khỏe, giỏi đánh trận. Nhưng khi quyền vị đã cao, Hữu Chi bèn làm những việc trái phép tắc, hàm sắc, ham tiền, đuổi xóm giềng đi cướp đất, bắt người trong vùng phải phục dịch. Ai nấy làm việc đến vai sưng, tài rách, nhưng hắn vẫn chẳng động tâm. Bây giờ có một ông thầy tướng đến nhà xin ăn. Hữu Chi bảo ông hãy xem tướng cho mình. Ông thầy nói: điều thiện ác tích lâu sẽ rõ, sẽ báo ứng không sai chút nào. Nay tướng quân có giữ mà không lành, khinh người mà trọng của, mượn oai quyền để làm bạo ngược, buồn tham dục để thỏa ngông cuồng, đã trái lòng trời, tất bị trời phạt, còn cách nào mà trốn khỏi tai họa? Hữu Chi nghe xong, thấy tức cười. Hắn cho rằng bản thân có trong tay binh lính, sức có thể đuổi kịp gió chớp, trời có giỏi cũng chẳng sao giáng họa xuống mình. Thầy tướng thấy Hữu Chi ngang ngược, không hiểu lý lẽ, đành lấy trong tay chùm hạt châu đưa hắn. Hữu Chi nhìn chùm hạt, bên trong có lò lửa vạc sôi, bên cạnh có những người đầu quỷ ghê gớm, lại trông thấy mình đang bị gông xiềng, lấm lét sợ toát mồ hôi. Lý hỏi có cách gì cứu gỡ không? Thầy tướng liền nói: gốc ác đã sâu, mầm vạ sắp nảy, cái kế cần kiếp ngày nay, chỉ còn có đuổi hết hầu thiếp, phá hết vườn ao, chút bỏ binh quyền, quy đầu phúc địa, tuy tội chưa thể khỏi được, nhưng cũng còn có thể giảm trong muôn một. Lý ngẫm một lúc lâu rồi nói: thôi thầy ạ, tôi không thể làm thế được. Có ai lại vì lo cái vạ sau này chưa chắc đã có, mà đi vứt bỏ những cây công cuộc sắp thành, làm hy hục trong mấy năm bao giờ. Sau đó hắn càng làm những sự dâm cuồng, chém giết, không kiêng dè gì cả. Người mẹ già và con trai Hữu Chi là thúc khoản, gắng can ngăn, nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy. Năm 40 tuổi, Lý chết ở nhà. Ngoài đường xá người ta xì xào bàn bạc. Kẻ làm thiện lại thường chết với binh đao, kẻ hành ác lại được chết ở trong nhà. Đạo trời để đâu không biết. Trước đây, thúc khoản có người bạn hiền tên là Nguyễn Quỳ, là người khẳng khái chuộng khí tiết nhưng đã chết 3 năm nay. Một hôm thúc khoản bắt gặp Nguyễn Quỳ ở đường. Nguyễn Quỳ nói: phụ thân sắp bị đem ra tra hỏi, tôi vì quen thân với anh nên đến báo cho anh biết trước. Anh có muốn đi xem không? Tối mai tôi cho người đến đón, anh sẽ được xem. Nhưng xem rồi phải cần giữ kín, nếu nói hở ra một lời thì sẽ tai vạ lây sang đến tôi ngay. Nói xong, Nguyễn Quỳ biến mất, không thấy đâu nữa. Đến hẹn, thúc khoảng thấy mấy người lính đầu ngựa đón anh tới một cung điện lớn. Trên điện có một vị vua, bên cạnh đều là những người áo sắc mũ đồng trông rất nghiêm túc. Chợt lúc này có 4 vị phán quan đi ra. Một vị là Nguyễn Quỳ, họ mỗi người tay cầm thẻ, quỳ đọc ở trước án son. Mỗi vị quan tâu với đức vua về 4 người khác nhau và những việc thiện ác mà họ đã làm khi còn sống. Có vị viên quan tên Mổ, không kiêng sợ cái quyền quý, chức vụ cao mà khiêm nhường, xả bỏ thân mệnh, chết vì việc nước, nên được tâu xin làm tiên. Có gã họ Đinh sống chẳng hòa thuận, chiếm cướp ruộng nương,
nên buộc phải thác sinh vào nhà kẻ hèn, đối khác, nằm vạ vật ở ngồi rảnh. Đức vua điều y theo lời Tâu. Kế đó lại có một người áo đỏ tâu rằng công việc của ông là coi giữ. Có người họ Mổ tên Mổ đã giam cầm trong ngục một năm nay, xin được đem ra xét xử. Sau khi bản buộc tội đọc xong thì thấy Hữu Chi bị áp giải ra, đặt quỳ phủ phục dưới cửa, bị đánh roi đến máu tươi bắn ra nhầy nhợt. Hữu Chi kêu lên đau đớn không chịu nổi. Đối với tội kiêu ghẹo vợ người khác, dâm con người, Hữu Chi bị bỏ vào vạc roi khiến thân thể nát rữa. Sau khi lấy nước thần rảy, một lát Hữu Chi trở lại lành lặn như người thường. Với tội chiếm ruộng, phá sản của người, Hữu Chi bị rạch bụng, môi hết gan, ruột, phủ tạng, rồi lại lấy cành dương phất, thì một chốc thân thể lại nguyên lành. Khi nghe tới tội phá mồ mả của người đời xưa, hủy đạo thường với người ruột thịt, Đức vua im lặng rồi phán, áp giải vào ngục cù u, chịu đủ mọi hình phạt như lấy dùi lửa đóng vào chân, rắn độc cắn vào bụng, chìm cắt mổ vào ngực, cầm luân kiếp kiếp không bao giờ ra khỏi. Quỷ sứ liền lôi Hữu Chi điệu đi. Bây giờ Thúc Khoảng dòm thấy khóc thất thanh. Thúc Khoảng bị người sứ bưng miệng đưa về nhà. Tỉnh dậy, anh thấy người nhà ngồi chung quanh mà khóc. Nói anh đã chết 2 ngày nay, vì thấy ngực còn thoi thóp nên chưa dám đem đi chôn. Thúc Khoảng sau đó từ bỏ vợ con, đem của cải chia cho mọi người, đốt hết văn tự ghi nợ, vào rừng hái thuốc, ẩn cư tu luyện. Cảm ngộ. Câu chuyện có ý răn đe người đời sau, chớ phạm việc ác, giữ tâm ngay chính, hành thiện, ắt trồng cây phúc đức cho mình. Gieo mầm ác sẽ gặt ác, cho dù sống không bị vạ, cũng khó thoát khỏi lưới trời. Phật gia giảng, nhân tại mê trung, con người đều là sống trong mê, sống như người ta thấy Hữu Chi chết trong nhà, thì bất bình. Rằng cái ác sao có thể ra đi thanh thản thế? Nhưng họ đâu biết, bản án mà ông ta phải nhận sau khi chết, còn đáng sợ hơn, đời đời kiếp kiếp đều không thể ra khỏi ngục tối. Con người chờ đợi đến lúc thấy mới tin, nhưng Hữu Chi thấy rồi không tin. Đến khi xuống địa ngục thì không còn cơ hội nữa. Ngoài ra, câu chuyện cũng nói lên một đạo lý rằng, đức không xứng với địa vị, tất sẽ gặp họa. Đức mỏng mà quyền cao, trí tuệ thấp kém mà nuôi nhiều tham vọng, năng lực nhỏ mà đảm nhiệm trọng trách, đều là không cân bằng, đều là mầm mống cho tai họa. Cho nên, làm người ắt phải tích đức, hành thiện, sống ngay thẳng, phân biệt rõ thiện, ác, lấy tấm lòng thiện lương chân thành mà đối đãi với con người, không cần phải chứng minh cho người khác, trời xanh ắt sẽ thấu tỏ. Nạo phá thai nhi. Đầu mùa đông năm 1998, vợ của ông bất ngờ mang thai ngoài ý muốn. Lúc đó ông đang bề bộn với công việc khảo cứu, còn vợ ông thì công việc vừa mới khai trương. Cho nên hai vợ chồng đã đi đến quyết định một điều không nên, là vợ ông đi bệnh viện nạo thai. Nào ngờ hành vi khiên xúc này đã thay đổi nửa đời sau của vợ chồng họ. Vợ của ông bị chứng bệnh nhiễm dày vò nhiều năm, khiến cho họ cũng nhờ đây mà thức tỉnh cùng bước vào con đường học Phật. Năm 2003, vợ của ông phát hiện bộ phận cận trực tràng của cô đau không chịu nổi. Bác sĩ chẩn đoán là bị viêm mủ các tuyến quanh hậu môn. Bảo cô ta phải nhập viện mổ, nhưng mổ xong vẫn đau như cũ. Sau đó được bác sĩ chuyên môn ở Y viện Phụ Sản tỉnh chẩn đoán là chứng bệnh nhiễm vị nội mạc tử cung. Tìm đọc các tư liệu liên quan, họ mới biết được bệnh này vô cùng nghiêm trọng. Bệnh làm viêm thành đường ruột, gây hẹp và tắc nghẽn đường ruột, tạo ra táo bón. Táo bón xảy ra liên tục, thường xuyên, cũng làm ảnh hưởng đến chu kỳ trong thời kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra, bệnh nhân thường xuyên xuất hiện nhiều cảm giác khó chịu như muốn đi ngoài, đau khi bại tiết, thậm chí đi ngoài ra máu. Bởi sẽ xuất hiện các triệu chứng khác như là tắc nghẽn đường ruột hoặc giãn cách gây táo bón, chứng bụng, đau bụng, buồn nôn, khó chịu. Đây là căn bệnh nan y của thế kỷ này. Triệu chứng chính là không thể mang thai và rất đau đớn. Bệnh rất khó chữa, điều trị xong vẫn có thể tái phát bất cứ lúc nào, được xếp vào loại ung bú bất tử. Chứng này hành bệnh nhân thống khổ bất tận. Mỗi tháng vợ của ông đều bị hành đau chí tử, cơn đau cứ đúng hẹn là đến. Theo chu kỳ, đày đọa cô ta suốt 4 ngày đến 5 ngày, gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe, công tác và đời sống. Ông cũng bị khổ lây theo,
vì mỗi lúc nhìn vợ ông nằm dài trên giường, mặt trắng bệch, sức lực hầu như cạn kiệt vì cơn đau thống khổ này, trong chớp mắt cũng bủa lấy toàn thân ông, khiến cho tim ông khó thở, như bị đá đè, cực kỳ nặng nề, khó chịu. Bác sĩ đề nghị vợ ông nên trị liệu theo phương pháp thụ thai, vì việc mang thai và cho bú có thể giúp bệnh thuyên giảm. Nhưng đối với người bị chứng nhiễm vị nội mạc tử cung, thì chuyện mang thai bình thường bỗng trở nên quá gian nan. Nỗ lực hơn một năm nhưng không có kết quả. Họ đối với việc này hầu như không còn hy vọng gì cả. Tháng 3 năm 2005, vợ của ông bị u nang buồng trứng bên trái nên phải nhập viện mổ, cắt bỏ vùng buồng trứng. Sau khi cắt buồng trứng xong, bác sĩ lại đề nghị bằng cách mang thai, nói rằng thời kỳ hoài thai then chốt là tháng 7, tháng 8. Nếu qua được 2 tháng này thì không lo nữa, có thể gió yên sóng lặng. Tháng 8, họ đã đi Phổ Đà Sơn lễ tượng Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu con. Kể ra thực nhiệm màu, ngay từ lúc rời khỏi Phổ Đà Sơn về nhà hơn một tháng, thì vợ ông đã có tin vui, hai người mừng đến rơi nước mắt. Tiếp đến một năm sau, nhờ mang thai và cho con bú, vợ ông mới được hưởng những ngày tháng bình an của cuộc sống. Không đau đớn, nhưng cảnh vui thường không kéo dài. Khi con gái của ông vừa cai bú xong, thì tháng kế đó, vợ ông đã kinh hoàng khi phát hiện ra cơn đau bấy lâu nay nằm im, bây giờ đột ngột ập tới. Lúc này họ hầu như lâm vào đường cùng, bó tay hết cách, khổ đến khóc không còn lệ. Nhưng cũng ngay trong lúc này, vận may thần kỳ đã mỉm cười và mở ra con đường mới cho họ. Họ đã bắt đầu bước vào con đường quay về với cố hương dưới sự hướng dẫn của chư Phật Bồ Tát. Một đêm thu năm 2005, Bồ Tát Quan Thế Âm một lần nữa lại ban ơn cho họ. Hôm đó, ông đến chùa khai quang tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đúng vào một giờ khuya. Ông vì muốn hòa nguyện, nên đã cho đứa con cùng lên núi này để tham dự. Khuya hôm đó, đúng giờ đã định, Phật nhạc bắt đầu tấu vang, tượng Bồ Tát tỏa hồng quang bủa khắp ông. Mọi người xúc động nói, trời ơi, ánh sáng gì mà sáng quá vậy? À, tôi biết rồi, Bồ Tát đó. Lúc này đám đông ngoài điện nhốn nháo xôn xao, ngẩng đầu lên nhìn, ông cũng nhìn thấy giữa không trung, tuy là ban đêm nhưng có luồng hào quang sáng chói, ánh Phật quang hiện rõ to dần. Vài giây, mỗi giây nhấp nháy một lần, tuy sáng rực rỡ nhưng không hề gây lóa mắt. Hào quang trên không phát xuất từ hướng Tây Nam, di chuyển dần đến trên đỉnh bàn thờ Quan Thế Âm. Sau này ông hồi tưởng lại, Phật quang đại khái đã chiếu và nhấp nháy hơn 20 lần. Sau đó ông quá kích động, kinh ngạc đến nỗi đầu óc hóa thành hư vô trống rỗng. Hiện trường khi ấy có 600-700 người cũng đều xúc động ngẩn ngơ. Đêm hôm đó, ông đã bắt đầu tin tưởng vào Phật Bồ Tát, không phải là truyền thuyết hư vô hoang đường mà thực sự có tồn tại, có thể nhìn thấy rõ ràng. Năm 2006, ông dần dần tiếp xúc với Phật Pháp. Vị khách đầu tiên gây ảnh hưởng lớn với ông là cuốn Báo Ứng Hiện Thời của cư sĩ Quả Khanh, đã giúp cho ông hiểu rõ nhân quả đáng sợ rằng báo ứng không sai. Hơn 20 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2006, ông vừa nghe xong, thời Pháp tại huyện Trang Tử đang ngồi xe vượt 400 km để quay về. Đột nhiên, di động của ông reo vang. Giọng vợ của ông cuống quýt báo tin con gái của ông bị cảm, không thể uống sữa hay ngủ nghe gì, nó cứ khóc thét từ sáng tới giờ. Tính ra đã mười mấy tiếng rồi, người lớn trong nhà và con bé ai cũng đuối dưa kiệt sức. Ông nhận điện thoại xong, lòng nóng như lửa đốt, bỗng ông sực nghĩ, chẳng phải trong Phật môn có câu, hữu cầu tức ứng hay sao? Thế là ông chắp tay chí thành khấn nguyện. Xin chư Phật Bồ Tát gia trì cho con gái con được bú sữa và ngủ ngon, con nguyện từ nay trở đi sẽ ăn chay trường. Chưa đầy 10 phút sau thì vợ ông đã gọi để báo tin, đừng lo nữa, con đã bú sữa, giờ ngủ lại được rồi. Lập tức ông bị kích động đến lệ tuôn đầm đìa, bởi ông cảm thấy việc này quá thần kỳ. Phật Bồ Tát quá từ bi,
Ngài biết rất rõ những ý nghĩ trong đầu của ông, nên đã dùng cơ duyên này để thúc đẩy cho ông mau chóng bỏ mặn, ăn chay, vứt ác, theo thiện, bước vào con đường học Phật chân chính. Tháng 4 năm 2007, ông theo cư sĩ Quả Khanh đến Thiềm Tây, lòng đầy thắc mắc về căn bệnh của vợ mình nên tha thiết hướng về cư sĩ Quả Khanh cầu chỉ giáo. Cư sĩ Quả Khanh hơi định thần một chút rồi hỏi ông, có phải bà nhà đã từng phá thai không? Khi ông xác nhận thì cư sĩ Quả Khanh nói rằng, đây chính là nguyên nhân. Cư sĩ Quả Khanh đã ôn tồn dặn ông nên ăn chay, tụng kinh siêu độ cho thai nhi. Tháng 5, thông qua cư sĩ Quả Khanh, ông được gặp cư sĩ Quả Hồng. Đối với bệnh cạn vợ ông, cô khẳng định, chắc chắn là do hai người phá thai mà chiêu cảm quả khổ như vậy. Cô bảo ông khuyên vợ ăn chay, sám hối tội lỗi đã tạo nên và nên tụng kỳ niệm Phật. Và nên tụng kinh niệm Phật, cô đã để cho ông thấy kiến thức pháp luật thần kỳ, càng thêm kiên định. Niềm tin nếu hành theo đúng Phật Pháp thì họ có thể chữa lành bệnh nan y. Tháng 5 năm 2007, dưới sự khuyên lơn ôn tồn lẫn đanh thép, có một chút quy lực của ông, vợ ông đã miễn cưỡng thực hiện việc bỏ mặn ăn chay. Mặc dù ông đã yêu cầu đủ cách, nàng vẫn nhất quyết không chịu tụng kinh niệm Phật. Tháng 7, ông cương quyết từ bỏ sự nghiệp tại Bắc Kinh, quay về bên vợ. Xem như việc tụng kinh sẽ do ông đảm nhiệm và hoàn thành, ông hiểu là mình sẽ có hai trọng trách. Một là ông phải tu theo Phật Pháp, không hẳn là vì bệnh của vợ, mà vì muốn cứu đứa con đáng thương từng bị phá bỏ. Hai là việc làm này xem như là thể hiện nỗi niềm ăn năn chuộc lỗi, muốn bù đắp cho con, hy vọng sẽ an ủi vong thai và được con tha thứ, giúp con ly khổ đắc đạo, vãng sanh cõi lành. Đương nhiên, trước và sau khi tụng kinh, ông luôn chân thành nói với đứa bé, giải thích rằng việc phá bỏ thai ngày ấy khiến cho họ rất đau lòng. Giờ thì ông xin sám hối tội ngu si tàn độc của mình và an ủi, vỗ về tâm tư oán hận tuyệt vọng của hài nhi. Có lúc ông đã buồn, nghẹn ngào đến khóc không thành tiếng. Sự kỳ diệu phát sinh đến cuối tháng. Khi vào những ngày chu kỳ, vợ ông không còn bị đau thống thiết nữa. Đến tháng 11, khi vợ ông đến bệnh viện kiểm tra kích thước tố nữ, kết quả tất cả đều bình thường. Họ vẫn chưa yên tâm, bèn hỏi cư sĩ Quả Hồng. Cô xác nhận, đứa bé thật sự đã đi rồi. Hôm nay còn ra đi với tâm thế rất vui vẻ. Bây giờ họ mới tình phục. Thương con đứt ruột, đời nhà Tấn, Hứa Chân Quân, thuở trẻ thường rất ưa thích việc săn bắn và lấy đó làm niềm vui. Một hôm, anh đi vào rừng thấy một con hươu con liền dương cung bắn chết. Hươu mẹ tự nhiên ở trong lùm cây gần đó chạy ra. Nó không sợ người, không sợ cung tên, đến chỗ hươu con âu yếm liếm vết thương cho con, nước mắt tuôn rơi. Rồi ngã lăn ra chết. Hứa Chân Quân tự nghĩ, thật lạ, tất cả thú vật thấy người, thấy cung tên đều hoảng sợ bỏ chạy. Tại sao con hươu này lại không sợ? Và tại sao nó lại ngã lăn ra chết như vậy? Hứa Chân Quân đem cả hai con hươu về, trong lòng cứ thắc mắc mãi về cái chết của con hươu mẹ. Khi làm thịt mổ bụng hươu con, không thấy gì lạ. Lúc mổ bụng hươu mẹ, thấy đứt từng khúc ruột, anh liền bật khóc tỉnh ngộ, cảm động mối thương tâm, than rằng mình thật là ngu si, không bằng loài thú. Con hươu này cũng chỉ vì thương con mà không sợ chết, đau đớn quá đến nỗi đứt từng khúc ruột như thế này. Vậy mà từ xưa đến nay, người ta vẫn tự hào là khôn hơn loài thú vật, có tình thương hơn loài thú vật. Nếu con mình chết, mình đau khổ như thế nào thì con nó chết, nó cũng đau khổ như thế đó. Tại sao con người vì miếng ăn ngon mà giết hại thú vật? Thật là bất nhân, không tôn trọng sự sống. Hứa Chân Quân hối hận lấy cung tên bẻ gãy, vứt bỏ, nguyện không bao giờ săn bắt thú vật nữa. Về sau, làm quan một thời, Hứa Chân Quân từ chức, về nhà chuyên tâm tu hành, cho đến ngày công viên quả mãn. Vua nhà Tấn xét đức độ tu hành và công lao cứu nhân độ thế của Hứa Chân Quân nên đã sắc phong là Thần Công Diệu Tế Chân Quân. Đối với con người chúng ta,
Những câu ca dao tục ngữ hay những lời hát bài thơ cũng không thể nói lên hết công lao như biển trời của mẹ, mong ngóng từng ngày để được nghe tiếng khóc của con thơ lúc chào đời. Dù cho con ở bất cứ nơi đâu, trưởng thành như thế nào, thì đối với mẹ, con mãi mãi luôn là một sinh linh bé bỏng, luôn cần vòng tay che chở của mẹ bao la. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. Cả một cuộc đời tần tảo sớm hôm để nuôi con khôn lớn, mẹ không trông mong gì hơn là khi được nhìn thấy đứa con của mình được hạnh phúc, thì đó cũng là điều hạnh phúc nhất đối với thiên chức của người làm mẹ. Chính vì thế, đối với chúng ta trong cuộc sống này, tình mẫu tử vẫn mãi mãi là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý nhất mà không gì có thể so sánh được. Mẹ như một vầng trăng khuyết, luôn âm thầm hy sinh, luôn giữ cái khuyết về phần mình để ôm trọn con, ôm trọn yêu thương vào lòng. Và chúng ta tuy vầng trăng đó khuyết, nhưng nó vẫn luôn là vầng trăng sáng nhất, đẹp nhất, soi sáng cho chúng ta bước tiếp trên con đường mà chúng ta đã chọn. Dù là xuất gia hay tại gia, chúng ta đều phải để tâm vào việc tu tập. Trước là tư lợi cho mình, sau là để đền trả thâm ân cao trọng của cha mẹ. Đem công đức tu tập đó hồi hướng nguyện cho cha mẹ, chưa kính tin Tam Bảo thì phát tâm kính tin Tam Bảo. Phát tâm kính tin Tam Bảo rồi thì biết bỏ ác làm lành, đời đời sanh trong nhà Phật Pháp. Phật dạy nếu là người tại gia thì vào ngày rằm tháng 7 là ngày tăng tự tứ, ngày Phật hoan hỷ, cũng là ngày cứu thoát vong nhân. Hàng Phật tử nên đem hết lòng thành cúng dường, cảm niệm công ơn sinh thành trời bể của cha mẹ. Nương vào lực tu hành thúc liễm thân tâm trong 3 tháng an cư kiết hạ của chư tăng, chú nguyện cho cha mẹ và củ huyền thất tổ, khiến kẻ mất được siêu thăng, người còn thì phúc lạc. Phật cũng dạy ân đức sinh thành khó bề đền đáp, duy chỉ có người phát tâm xuất gia tinh tấn tu hành mới có thể trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Do phúc duyên nhiều đời, nay còn đã là người xuất gia theo Phật, nguyện quyết tâm tu hành, mong thành chánh giác để đền đáp công ơn cha mẹ từ bi thị kiếp đến nay. Cũng nguyện tất cả chúng sinh muôn loài thoát khỏi u đồ siêu thăng lạc quốc. Ám ảnh một đời người lấy đi nước mắt. Mùa thu năm đó tôi 12 tuổi, đây là khoảng thời gian thê thảm nhất của gia đình tôi. Phụ thân tôi bệnh nặng phải phẫu thuật, mất khả năng lao động. Anh hai tôi thì rớt đại học, còn mẹ tôi thì dựng làm nông trường, khiến cho 10 mẫu lúa đang bị trổ, thất thu hết. Cũng vào thời điểm đó, tôi bị bệnh thiếu máu nghiêm trọng, thở thoi thóp cần truyền máu gấp. Trong nhà tôi lúc này nợ nần ngập đầu, mẹ tôi tìm đủ cách để xoay sở, cũng không biết kiếm đâu ra tiền để cho tôi truyền máu. Trong lúc cả nhà lo lắng vì bệnh tình nguy cấp của tôi, thì bà láng giềng họ Lý bước qua, nghiêm trang bảo với mẹ tôi: "Thiểm Từ à, mau ra phía sau nhà mà xem, heo nhà bà đẻ rồi kìa." Mẹ tôi được nhắc như sực tỉnh, vội chạy nhanh ra chuồng heo phía sau, thấy heo mẹ đang lè lưỡi liếm sạch máu dính trên mình của heo con. Mẹ tôi bật khóc, bà mừng và cảm kích vì heo mẹ sinh lứa con này xem như cứu nguy kịp lúc cho gia đình. Bà bèn trồng cây giao tiên gần chuồng heo, tỏ ý là tri ân cảm tạ. Khi mẹ tôi giúp heo sinh con xong, thấy heo nái mệt lả đến ruồi bọt mép, nó không ngừng thở lấy hơi, mẹ tôi biết là tuổi nó đã cao, cũng đã làm giàu cho nhà tôi gần 9 năm rồi. Lứa heo này có đến 16 trụ, mẹ tôi thấy heo mẹ mệt, vội sai anh tôi đem sữa đậu nành đến cho nó uống. Heo mẹ cảm kích ve vẫy hai tay, mẹ nhìn lứa heo hồng hào mập mạp bảo anh tôi: "Lần này tốt rồi, xem như hàng sơn được cứu, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Heo con phải nuôi dưỡng ít nhất là 3 tháng mới có thể bán, mà bệnh tình của con thì ngày một nặng. Ngay lúc heo con sinh ra được 10 ngày, thì tôi phát bệnh nặng đến không thể xuống giường.
Trong tình cảnh đó, mẹ tôi lòng nóng như lửa đốt, cứ đi tới đi lui mãi trong nhà. Cuối cùng bà thở dài rồi bảo anh tôi: "Tuyền ơi, con vào trong sớm mời Vương Đồ Tể tới, mình đem heo nái bán lấy tiền trị bệnh cho Hằng Sơn." Anh tôi nghe mẹ nói buồn bã đứng chết chân, sau đó mới khuyên can: "Mẹ ơi, heo mẹ đang còn sống, heo con rất cần bú sữa. Bệnh em Sơn dù quan trọng nhưng heo mẹ cũng rất cần được sống mà mẹ." Nhưng cuối cùng anh tôi mắt đầy lệ, đành lủi thủi đi vào trong xóm để tìm Vương Đồ Tể. Mẹ tôi gấp rút, dựng bếp bắt một nồi lớn cạnh chuồng heo lên nhóm lửa nấu nước. Khi Vương Đồ Tể tới nơi, ông đến gần chuồng heo, săm soi quan sát rồi thở dài bảo mẹ tôi: "Thiếm Từ à, coi như tôi giúp bà làm phước. Thật ra dù có giết con heo mẹ này thì cũng chẳng có được bao nhiêu thịt đâu." Nước đã sôi sùng sục, mẹ tôi mở chuồng heo, heo nái như đoán biết được nên mặc cho mẹ tôi cầm ca sữa gọi dữ đến mấy, nó vẫn đứng chết chân trong chuồng không chịu đi ra. Hết nhìn mẹ, nó lại nhìn anh tôi. Sau đó nó không ngừng dùng lưỡi điếm các con nó đang chơi giỡn đuổi nhau trong chuồng. Đột nhiên nó ngã lăn ra rồi cất tiếng ộp ộp, phát tín hiệu gọi bú sữa. Các con heo con vừa nghe, tranh nhau chạy tới, nằm dàn ngang quanh bụng mẹ và bú chùng chục. Mẹ tôi thở dài bảo Vương Đồ Tể: "Thôi thì ông hãy đợi vậy, để cho con nó bú sữa lần cuối nha." Vương Đồ Tể gật đầu. Heo con bú sữa no nê liền tản ra chơi đùa, nhưng heo mẹ vẫn không ngừng cất tiếng kêu gọi con tới bú sữa. Mãi đến khi con heo cuối cùng rời vú mẹ thì lúc này heo mẹ mới ngóc dậy từ từ đi ra ngoài. Khi heo mẹ ra khỏi chuồng, nó quay lại nhìn đàn con với vẻ bệnh rịnh lưu luyến. Mẹ tôi bị tình cảm của heo mẹ làm cảm động, bà quay mặt đi lau nước mắt. Còn anh tôi thì đứng chung chân tại chỗ. Vương Đồ Tể lẩm bẩm một mình: "Thuở giờ tôi chưa thấy con heo đái nào mà thông minh, tính khí giống như người ta đến như vậy. Heo mẹ nó muốn làm cái gì vậy?" Ông Vương lắc đầu tỏ ý không hiểu. Chạy một hồi mọi người mới phát hiện ra hai hàng vú heo đã căng sữa đến xa cả xuống. Từng dòng sữa trắng đang tuôn chảy. Té ra heo mẹ chạy như vậy để kích thích tuyến sữa chảy ra. Nó muốn cho con mình được bú no đủ một lần nữa. Nhưng mặc cho heo mẹ cất tiếng gọi đám heo con ngây thơ vẫn không chút lay động. Anh tôi bị nghĩa cử của con heo mẹ làm cho rơi lệ đầm đìa. Một thanh niên 20 tuổi như anh tôi đã bật khóc to, cất tiếng cầu cứu: "Mẹ ơi, con van xin mẹ đừng giết con heo nái có được không? Bệnh của em Sơn, hãy để con nghĩ cách nha." Vương Đồ Tể lẳng lặng ôm đồ nghề bỏ đi. Mẹ tôi nước mắt đầm đìa gật gật đầu. Lúc này heo mẹ chẳng để chủ tổn sức gọi mình, nó bước từng bước đi ra khỏi chuồng heo. Sau đó tôi nhờ truyền máu mà được cứu, đó là do anh tôi hiến máu cho tôi. Sau này heo mẹ lại sinh trên nhà chúng tôi 7 đến 8 lứa heo nữa. Trong lần sinh cuối cùng, heo mẹ bị sản nặng mà chết, cả nhà im lặng chảy nước mắt. Cuối cùng mẹ tôi đề nghị đem chôn nó dưới cái cây cạnh chuồng heo. Đến giờ, mỗi lần anh em chúng tôi về nhà thăm song thân, luôn chiều mến, nhìn cái đại thọ, cành lá xum xuê cạnh chuồng heo, và bồi hồi nhớ đến con heo mẹ nghĩa tình mà trong nhà đã từng nuôi. Cán bộ công an tạo nghiệp ác gì, sinh con toàn nghịch tử. Chúng ta trong vô lượng kiếp, điều gì phiền não, tham sân si mà kết oán với biết bao chúng sinh. Nếu ngày đây chẳng sớm dứt bỏ phiền muộn, tu theo Phật Pháp, xuất ly lục đạo, thì cứ ở trong sinh tử thanh trần đòi nợ nhau mãi. Cảnh oan oan tương báo này biết bao giờ mới dứt. Thân Khoa Trường là một cán bộ lão thành trong ngành công an. Ông hành sự rất nghiêm khẩn, không mảy may cẩu thả, sơ sót. Mấy lần phá trọng án đều lập công lớn, nhưng sự nghiệp thành đạt lẫy lừng này cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông, bởi vì phiền muộn trong gia đình cao ngút không ngừng hành hạ ông. Ông Thân có 2 đứa con trai, đứa đầu không uống rượu thì thôi, mà hãy uống vào là đánh người, quậy ầm náo trong nhà, đến gà chó cũng không yên.
Còn cậu Út thì luôn vòi tiền cha mẹ, lắm lúc xin đến 1 đến 2 vạn. Số tiền này cậu đều đổ hết vào cá độ, mà hãy đánh bạc thua thì lại về nhà, xin tiền cha mẹ tiếp. Nỗi khổ này khiến hai ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Ông thần trong lòng, khổ hết chỗ nói, sống không bằng chết. Để nội tâm được an ủi, bọn họ đã nhận nuôi một đứa con gái, hy vọng về nhà có được chút ấm lòng. Hai vợ chồng nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu, cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế. Ngồi đối diện với hai vợ chồng già, nhìn họ nước mắt đầm đìa, tôi thấm thí báo ứng thiện ác, quả thực như bóng theo hình. Chính những hạt giống oan nghiệt trong quá khứ đã gieo mà giờ đây đơm hoa kết trái, đem theo nỗi thống khổ khôn tả. Vào thời cổ đại xa xưa, có một người nghèo rớt mồng tơi, bơ vơ không chỗ nương tựa, bị bệnh nằm ven đường, rên rỉ không ai giúp đỡ, xem như chỉ có nước chờ chết. Bỗng có một người phụ nữ đi ngang qua, thấy cảnh người nghèo này, liền khởi tâm xót thương, bèn cho mượn phân nửa gia sản là tiền dành dụm của mình. Người nghèo này sau khi vay được tiền, cảm động quá cỡ, liền thề rằng sau này khi được giàu có nhất định sẽ hoàn trả hậu hĩnh cho ân nhân, gia tăng suất báo đáp ân mạng. Gia tăng suất báo đáp ơn cứu mạng. Người nghèo nọ nhờ có tiền này làm vốn mưu sinh, đã cưới được vợ, sinh con dần dần khá giả, sung túc, nhưng lại quên luôn nữ ân nhân kia. Còn nữ ân nhân đó do xuất tiền cứu giúp cho gã nghèo, sau khi về nhà bị gia đình trách móc, hoài nghi đủ kiểu, khiến cuộc sống của cô trở nên buồn rầu, thống khổ. Nữ ân nhân đó đời này chính là cậu công tử Út. Còn gã nhà nghèo kia, sau khi được giàu có rồi, một ngày nọ hắn cùng vợ ra ngoài mua đồ. Vừa đi đến bên bờ sông thì thấy có một ông già đang trượt chân té xuống nước. Hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu mà còn đứng trơ mắt ngó. Mặc cho lão già chết chìm, sau đó còn chiếm đoạt hành lý của lão, đem về làm của riêng. Lão già chết chìm thuở xưa này là con trai trưởng của họ. Hai vợ chồng gã nghèo khổ thuở ấy chính là hai vợ chồng họ thân. Vì quá khứ đã vay nợ đoạt của nên đời này họ phải đền gấp bội. Hai cậu con chính là oan gia đến đòi nợ. Kể xong tôi lại cảnh báo, nếu như hai ông bà không sám hối tu hành làm nhiều đại công đức thì tương lai sẽ bị hai đứa con trai hành đến cho chết. Lão thân sau khi biết được nguyên nhân thì kinh hoàng vạn phần, liền phát nguyện sẽ siêng năng sám hối, bước vào con đường tu hành theo Phật Pháp. Hy vọng Phật lực gia trì giúp ông giải hết oan trái để họ có thể sống an trong tuổi già. Chúng ta đều hiểu rõ nhân quả thì không nên hành động cẩu thả, phải luôn cảnh tỉnh mình giờ giờ khắc khắc, sống thuần khiết, trong sạch, không ỷ vào rủi mai, bởi nhân quả báo ứng không hề sai. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ngày xưa có anh chàng chuyên sống bằng nghề ăn trộm, trong nhà còn có mẹ già phải nuôi. Tuy có lúc được nhiều, có lúc được ít, nhưng trong nhà không bao giờ có của để dành. Hai mẹ con chàng thường phải chịu bữa ăn bữa nhịn. Một hôm nhân ngày giỗ cha, mẹ chàng ôn lại cho chàng nghe cuộc đời của ông và cha chàng. Khi xưa kia, ông nội của chàng cũng làm nghề ăn trộm, có đêm kiếm được những món như đáng giá chục bạc bạc trăm. Vậy mà khi nhắm mắt xuôi tay cũng không để lại cho cha chàng được chút gì. Rồi đến đời cha chàng đứng lên, không biết chọn nghề gì khác tốt hơn. Cha chàng lại nối nghiệp ông cụ, đến đêm lại đi rình mò hết làng trên xóm dưới, mà cũng không bao giờ kiếm đủ bữa cơm cho vợ chồng và đứa con. Mà cũng không bao giờ kiếm đủ hai bữa cơm cho hai vợ chồng và đứa con. Rồi cha chàng chết đi, cũng không có gì để lại. Nay đến đời chàng, lao theo cái nghề này đã gần chục năm rồi mà tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Đã vậy cũng không tìm được nổi một người vợ, mặc dù đã gần 40 tuổi rồi. Ôm lại đời cha ông xưa và nhìn lại cuộc đời mình, chàng không khỏi ngán ngẩm. Một đêm, chàng đến nhà ông thầy đồ ở xóm bên, định ăn trộm cái thủ lợn mà một nhóm học trò mang đến biếu. Trình mãi tới khuya, ông thầy vẫn chưa đi ngủ. Ông đọc hết trang sách này tới trang sách khác. Chợt ông thầy đọc tới câu: tích thiện chi gia, tức hữu chi hương, tích bất thiện, chi gia tức hữu dư ương.
Chàng bụng dạ bảo, phải chăng ông cha ta đã làm nghề thất đức nên để lại khổ nhục cho đời ta. Đoạn chàng chạy một mạch về nhà, quyết tự nay bỏ nghề ăn trộm. Sáng sớm hôm sau, chàng vác búa vào rừng hái củi, mang ra chợ bán. Công việc thật là vất vả, hái được một gánh củi, chàng phải đổ một bát mồ hôi mới kiếm được một món tiền mua gạo. Nhưng chàng thấy yên tâm hơn mọi ngày. Tuy vậy, đi đến đâu, chàng cũng nghe tiếng người ta xì xào. Cẩn thận đấy, cái hằng ba đời ăn trộm đã đến rồi kìa. Có tiếng ba đời ăn trộm làm cho chàng buồn bã. Chàng nghĩ, từ nay ta phải làm những việc gì phúc đức, họa mai mới xóa được mấy tiếng đó. Một ngày nọ, mùa hạ trời mưa to, nước lũ tràn về, chàng vẫn đem củi đi chợ bán. Vì nước lũ tràn về quá nhanh, không thể lội qua sông như mọi hôm được. Hàng trăm người nán lại vì chưa có đò, mặt trời đã khuất sau rặng núi mà mọi người vẫn lay hoay ở bờ sông. Chàng bèn nghĩ tới việc bắt một cây cầu. Đêm ấy khi ngủ lại trên bến sông cùng với nhiều người khác, chàng đem chuyện bắt cây cầu hỏi bà con. Nhiều người nói, đó là một điều phúc đức, ngàn người nhớ ơn. Trước đây cũng đã có người làm, nhưng rồi bỏ dở. Sáng hôm sau, nước rút, chàng lội sông về tới nhà. Về tới nhà, chàng đem ý định bắt cây cầu hỏi ý kiến mẹ. Bà rất vui, bà giục chàng dốc sức bắt cầu. Từ đó cứ sáng lên rừng chặt cây, chiều ra sức chuyển gỗ, trưa cũng hái thêm một gánh củi để về cho mẹ đi bán. Chàng làm việc quên ngày tháng, buổi chặt cây, buổi chuyển gỗ, buổi bắt cầu. Không bao lâu sau đã bắt được hơn chục sải, công việc còn nhiều nặng nhọc vì con sông rộng gần 200 sải. Vì ăn đói mà làm nhiều nên chàng bị kiệt sức. Một hôm vì đói quá, chàng nằm lăn ra mê man ở đoạn cầu làm dở. Những người đi qua xúm lại cứu chữa, nhưng chàng vẫn chưa hồi tỉnh. Giữa lúc ấy có một viên quan nhỏ đi đến, thấy một đám đông đang xúm bên cạnh một người đang nằm sõng xoài. Viên quan xuống ngựa, đến gần hỏi chuyện. Mọi người cho biết đây là anh chàng bắt cầu làm phúc, đang làm thì mệt quá mà lăn ra ngất đi. Viên quan liền mở túi lấy thuốc cho chàng uống. Được một lúc sau thì chàng bắt đầu tỉnh lại, mọi người tản dần ra về. Viên quan ngồi lại bên chàng ân cần hỏi chuyện. Chàng thật thà kể hết cho ông nghe về cuộc đời của mình và nói rõ ý định cùng công việc đang làm. Viên quan nghe chàng kể thấy rất cảm động. Ông ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói, xưa kia, cha và ông của chàng làm nghề thất đức để cho chàng ngày nay phải đói nghèo. Nay chàng muốn làm điều phúc đức chuộc lại lỗi lầm xưa, quả là hay vô cùng. Về phần tôi xin nói thật, cha tôi, ông cụ tôi, ông kỵ tôi đời đời làm quan ức hiếp dân lành, bóp hầu bóp cổ để nã tiền, nã của. Đây cũng là điều thất đức. Vì vậy đến tôi, ngày nay trời trả báo, lấy vợ đã hơn 20 năm rồi mà không có một đứa con để vui cửa vui nhà. Cho nên tuổi đã ngoài 40, chúng tôi vẫn phải sống cô đơn hiu quạnh. Nay tôi cũng muốn làm điều phúc đức để chuộc lại lỗi lầm xưa. Chẳng hay chàng có cho tôi góp sức cùng nhau bắt cầu được không? Chàng bắt cầu vui mừng nói, nếu quan lớn có chí hướng như vậy thì cái cầu này sẽ nhanh chóng xong, dân chúng sẽ mau được qua lại, còn gì tốt hơn? Hai người bèn kể cho nhau nghe, biết tên tuổi quê quán rồi kết làm anh em. Viên quan lớn hơn chàng bắt cầu 4 tuổi nên được nhận là anh. Chàng bắt cầu nói, em còn có mẹ già ở nhà. Vì nhà nghèo nên phải bán củi lấy tiền mua gạo, cho nên ngày nào em cũng phải đem củi về nhà để sáng hôm sau mẹ đem củi ra chợ bán lấy tiền. Viên quan thân mật bảo chàng, anh có nhiều tiền của, anh sẽ bỏ ra nuôi mẹ em để em khỏi phải bận tâm, như vậy chúng ta sẽ chuyên chú cho việc bắt cầu. Em nghĩ thế nào? Chàng bắt cầu nói, nếu vậy thì còn gì hay hơn? Chẳng bao lâu sau, hai người đã dựng xong chiếc cầu gỗ dài hơn 200 sải. Dân chúng ai cũng vui mừng, họ đặt tên cầu là Phúc Đức. Các cụ cùng dân chúng quanh đó bàn bạc với nhau, khi cầu hoàn thiện sẽ góp tiền làm một bữa tiệc ăn mừng cầu. Ngày ăn mừng chiếc cầu, các vị bô lão và tất cả dân chúng quanh vùng nô nức đến dự. Ai cũng cầu xin Ngọc Hoàng ban phúc cho hai người bắt cầu. Họ ăn uống linh đình suốt cả buổi sáng. Bỗng có một cơn gió bất chợt thổi đến. Thổi mạnh làm cuối rạp ngọn cỏ, nghiêng cả cành cây. Gió thổi mỗi lúc một mạnh rồi bất thình lình cuốn anh chàng bất cầu đi mất. Diêm Quang hốt hoảng thất thanh kêu gọi. Tất cả mọi người đều ngậm ngùi khi thấy chàng trai đã hết lòng hết sức mất 3 năm trời làm ra cầu mà lại không được hưởng phúc.
Sau khi mọi người đã ra về, Viên Quang đón vợ sang ở chung với bà cụ để sớm hôm trong nơm phụng dưỡng bà, thay người em kết nghĩa. Lại nói đến anh chàng bắt cầu, bị gió lốc thổi tới một cái hang trên một ngọn núi cao. Chàng lão đảo đứng chưa kịp vững, cơn gió bỗng nhiên phụt một cái, hóa thành người, tươi cười nói với chàng. Nhà ngươi chớ sợ, ta là thần gió được Ngọc Hoàng sai đi đón nhà ngươi về đây, để hưởng cho nhà ngươi cái công thành tâm làm chuyện phúc đức. Bạc vàng nhà ngươi muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Chàng bắt cầu nhìn vào hang, thấy một đống vàng sáng chói. Chàng cởi áo gói lấy một số vàng, rồi buộc lại cẩn thận. Chàng vác gói vàng lên vai, tiến ra cửa hang. Thần gió lại hóa thành cơn lốc cuốn chàng đi, trả về nhà, đặt chàng nhẹ nhàng xuống giữa sân. Chàng bắt cầu sung sướng để gói vàng xuống, rồi lên tiếng gọi cửa. Nghe tiếng gọi, mẹ chàng và hai vợ chồng Viên Quang tưởng là hồn chàng bắt cầu hiện về, liền dắt nhau, lại ngồi quanh chiếc bàn thờ, thắp hương khấn vái lầm rầm. Nhìn qua kẻ liếp. Con đường làm giàu. Người ta, ai cũng ưa phát tài. Có người biết nắm lấy cơ hội, nên tâm muốn sự thành. Có người tùy khả năng mà vươn lên theo thời, nỗ lực phấn đấu, dốc hết cả đời, cuối cùng cũng thành tựu. Có người dù tích lũy lắm tiền của, tuy được tài phú nhưng không bền lâu, vì sai lầm một chút mà ôm hận thiên thu. Hơn 10 năm nay, tôi theo hầu Hòa Thượng Diệu Pháp, chứng kiến nhiều người đến thỉnh giáo Ngài vấn đề này. Vì vậy, tôi tuyển chọn hai câu chuyện có thực, tiêu biểu, chia sẻ cho độc giả nghe. Như đã thuật, trong quyển Báo ứng hiện đời tập 1, nơi mục Pháp ngữ của Hòa Thượng, có cư sĩ hỏi, làm sao để tụ nhiều tiền tài nhằm giúp kiến thiết đạo tràng? Hòa Thượng đã dạy, tiền tài như củi, tụ nhiều vô ích. Chỉ cần cho một mồi lửa là chiêu hòa đốt thân. Củi dễ tìm, cần thì lượm nhặt, nhưng không nên tham, vì tiềm ẩn họa ở trong. Thực ra, câu chuyện này còn nửa phần sau chưa kể hết. Vì sao cư sĩ này thỉnh giáo muốn tụ nhiều tiền tài để xây cất chùa? Bởi ông là một người giàu có, sự nghiệp cực kỳ thành công. Mời quý vị xem câu chuyện dưới đây.